نتكلم عن حكم صلاه الجماعه. نعم. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về vấn đề hành lễ tập thể. Salat al-jama'a wajiba 'ala ar-rijal. Thì hành lễ tập thể bắt buộc đối với những người đàn ông. Hatta fi al-harb. Bất kể đó là những hoàn cảnh nào. Kể cả chiến tranh. Hatta an al-a'ma lam yurakhkhas lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi tark salat al-jama'a. Và kể cả những người đàn ông bị mù lòa thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam vẫn bắt buộc họ phải hành lễ jama'a, hành lễ tập thể ở trên đường. لا يتخلف عن صلاة الجماعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق ظاهر النفاق نسأل العافية السلام. Thì không có bất kỳ ai phủ nhận cái việc bắt buộc hành lễ tập thể cùng với mọi người ở thánh đường ngoài trừ những người đạo đức giả, những người chống đối lại Islam.